Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tương lai của lăng tẩm và mồ mả của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên cho đến phẫn nộ sau khi sự kiện mộ ông Phùng Quang Thanh sử dụng tới 2.500m² đất ruộng, nhưng được xây dựng quy mô mà không đếm xỉa gì đến quy định hiện hành của pháp luật đất đai của nhà nước Việt Nam, đó là của nhân dân. Hành vi xây mộ là trái pháp luật rõ ràng, nhưng từ trung ương cho đến địa phương đều ngoảnh mặt làm ngơ. Trên khoảng ruộng lúa rộng 5-6 hectare, khu lăng mộ đã tiến hành các hành vi như đổ đất sàn lấp, trồng cây lâu năm, làm đường bê tông, xây dựng công trình lăng mộ, v.v. đều là hành vi trái với pháp luật nhưng đã được các quan chức địa phương đồng thuận im đi. Tuy nhiên, cái mà người dân sẽ còn xì xầm bàn tán đó là diện tích ngốn tới 2.500m², to gấp nhiều lần căn nhà ở bình thường và to gấp hàng ngàn lần căn mộ của các dân thường khác. Người dân Việt Nam cứ thế nai lưng làm để cho các quan chức hưởng. Trước đó, khu lăng mộ của ông Trần Đại Quang còn chiếm tới hơn 3 hectare đất lúa, rộng hơn gấp 10 lần mộ ông Phùng Quang Thanh, và dĩ nhiên chi phí xây dựng ước tính mất hàng chục tỷ đồng. Đây là hình ảnh người dân địa phương nói rằng mộ tướng Thanh đã được chuẩn bị từ 5 năm trước và riêng cái hàng rào bao quanh khu đất đã tốn hàng tỷ đồng rồi. Số đất đai và tiền bạc sử dụng cho cái xác sắp thối rữa của các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam như đang giễu cợt cuộc sống cơ cực của người dân Việt Nam cả nước và tiếp tục gây nhiều suy tư cho các nhà văn, nhà báo. Bài viết của nhà thơ Trần Trung Đạo với tựa đề Tương lai của lăng tẩm và mồ mả của các lãnh đạo Cộng sản là một trong những dòng suy tư ấy. Như người viết đã phân tích trong bài Tác dụng của tầm nhìn chính trị, nhìn xa là một đặc điểm cần thiết của những người lãnh đạo đất nước. Các lãnh đạo Cộng sản cũng biết nhìn xa, nhưng không phải nhìn xa cho đất nước mà là nhìn xa cho phần hậu sự của chính bản thân họ. Ông Võ Nguyên Giáp nghĩ tới hậu sự khi chọn một nơi hoang sơ, hầm hưu, phải vượt suối băng đèo mới tới được, đó là Vũng Chùa, thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để làm nơi chôn xác của mình. Được biết Vũng Chùa kín đáo đến nỗi gió cũng không thể lọt vào được nên mới gọi là Vũng. Trường hợp của Võ Nguyên Giáp thì khá rõ. Ngay cả khi còn sống, ông Võ Nguyên Giáp đã biết mình đã chết từ nhiều năm trước. Ngày chết thì ghi trong giấy tờ của ông Võ Nguyên Giáp là ngày 18 tháng 4 năm 1984, chứ không phải là ngày 4 tháng 10 năm 2013. Giấy khai tử của ông Võ Nguyên Giáp do Thủ tướng Cộng sản Việt Nam khi đó là Phạm Văn Đồng ký trong quyết định số 58 của Hội đồng Bộ trưởng. Theo nội dung quyết định, ông Võ Nguyên Giáp không phải là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là chức vụ này đã lọt vào tay Văn Tiến Dũng, cũng không phải là Bí thư Quân ủy Trung ương, chức vụ này đã lọt vào tay ông Lê Duẩn, mà là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch. Một chức vụ dân sự không liên quan gì đến, gián tiếp hay trực tiếp gì tới quân đội hay hiểu biết của ông Võ Nguyên Giáp trước đó. Ông Lê Duẩn và ông Lê Đức Thọ, thay vì đặt để họ Võ vào những chức vụ dễ nghe, không phải cúi gầm mặt xuống khi được xứng danh, đã cố tình hạ nhục bằng việc giao cho ông ta lo bộ phận sinh đẻ của người dân cả nước. Đây là hình ảnh ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từng được giao chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch và không còn tham gia gì vào quân sự. Việc sinh đẻ là quan trọng, nhưng đó là công việc của các nhà nhân loại học, dân số học, xã hội học, chứ không phải là của ông Võ Nguyên Giáp. Với toàn bộ quá trình hoạt động, không có một chữ nào bà con xa gần với việc sinh đẻ cả. Bộ máy tẩy não của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nặn ra những con vẹt có cảm xúc rất giống người qua những cảnh quỳ khóc xe tang khi ông Võ Nguyên Giáp đi qua hay ông cột nhà khóc khi nghe tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Tuy nhiên, cũng có những người dân vì quá quyến luyến và yêu quý ông đã thể hiện hành động như vậy. Và những người đó không biết rằng nếu ông Võ Nguyên Giáp chết trong thời kỳ ông Lê Duẩn làm Tổng Bí Thư, thì ngay cả những người làm nghề khóc mướn cũng không dám nhận khóc. Hai năm trước, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản ông Trần Đại Quang nhìn xa đã chọn một nơi an táng riêng thay vì nghĩa trang mai dịch, nơi chôn các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như ông Trường Chinh, ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Khả Phiêu, v.v. Mới đây, ông Phùng Quang Thanh cũng biết nhìn xa cho bản thân mình khi chọn nơi chôn cất tại nghĩa trang dòng họ Phùng. Khi còn sống, họ đoàn kết nhau để giữ chiếc ghế quyền lực, nhưng khi sắp chết,
họ muốn tránh nhau càng xa càng tốt. Trần Đại Quang và Phùng Quang Thanh muốn một mình một cõi nguy nga như lãnh chúa. Nhưng cả hai quên rằng dù chôn trong vũng như ông Võ Nguyên Giáp hay chôn trong đất riêng, tội ác thì vẫn là tội ác. Lăng mộ của ông Hoàng Cao Khải là một công trình đồ sộ với kiến trúc tân kỳ của thời đó, vẫn còn được duy trì nhưng hoang phế vì không ai muốn đến nhìn dấu tích của một kẻ phản quốc. Trong khi đó, khu lăng mộ Phan Đình Phùng tại Hà Tĩnh, đông đảo người viếng thăm dù chỉ là một khu tưởng niệm hơn là một ngôi mộ. Đây là hình ảnh lăng mộ của cụ Phan Đình Phùng. Thân xác của cụ Phan Đình Phùng đã bị phân ra ra nhiều mảnh đốt thành tro. Nhưng ngày nào dân tộc Việt Nam còn có mặt trên trái đất này, trong tim của từng người vẫn có một ngôi mộ mang tên Phan Đình Phùng. Những sự kiện lăng mộ các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bị rời đi, lăng bị san bằng hay xác bị đào lên để lấy sọ không phải là chuyện thời phong kiến hay quân chủ chiến chế, mà vừa xảy ra cách đây không lâu tại nhiều nước cộng sản trên thế giới. Chuyện rời xác Stalin đã được nói đến nhiều, nhưng chuyện sập lăng Gheorghe Dimitrov, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bulgari, hay chuyện đào mả lấy xương sọ của János Kádár, Tổng Bí thư Cộng sản Hungary, chắc ít người biết. Và chuyện giật sập lăng Gheorghe Dimitrov cũng vậy. Dimitrov vốn là một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Bulgari và là một nhà hoạt động Cộng sản châu Âu nổi tiếng khi đó. Ông ta là cộng sự viên đắc lực của Stalin và khi bị trục xuất từ Đức sang Liên Xô vào năm 1934. Trong thời điểm này, Stalin đã cử Dimitrov vào chức vụ Tổng Bí thư của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản. Dimitrov đã chết bất ngờ tại Liên Xô vào ngày 2 tháng 7 năm 1949. Thi hài được đưa từ Liên Xô về Bulgaria để ướp và trưng bày trong lăng Gheorghe Dimitrov, cũng giống tương tự như tại quảng trường Ba Đình của Việt Nam, nơi để lăng ông Hồ Chí Minh vậy. Vào tháng 8 năm 1999, khi Bulgaria trở thành một nước theo chế độ Cộng hòa, thì di hài của Dimitrov đã bị đưa ra khỏi lăng và hỏa thiêu. Cho hỏa thiêu Dimitrov, thay vì được đem rắc đâu đó, lại được đem về chôn ở nghĩa trang Sofia. Việc đưa xác của Dimitrov ra khỏi lăng để đi thiêu phải thực hiện một cách kín đáo lúc nửa đêm để tránh dân chúng từng là nạn nhân của chế độ Cộng sản đến đòi nợ xương máu. Chôn cất Dimitrov là một quyết định không quá khó khăn, nhưng san bằng lăng mộ Dimitrov là một công việc nặng nề. Các chuyên viên cho nổ 3 loạt mìn có sức công phá mạnh nhưng vẫn không dập sập hết được cái lăng này. Lần thứ tư họ vừa dùng mìn vừa dùng xe xúc lớn mới dập sập được lăng màu trắng của cựu Tổng Bí thư Đệ Tam Quốc tế Cộng sản. Chuyện đau mà János Kádár cũng tương tự. Đây là hình ảnh tượng Lenin đã bị giật sập ở khắp nơi trên thế giới. János Kádár, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hungary và là một kẻ phản quốc theo Liên Xô tàn sát đồng bào của mình sau cuộc nổi dậy ở Hungary vào năm 1956. Sau năm 1960, János Kádár thay đổi đường lối chính trị bằng cách chính sách ôn hòa hơn, nhưng tội ác do ông ta gây ra vẫn không vì thế mà được quên đi. János Kádár chết vào ngày 6 tháng 7 năm 1989, 3 tháng trước khi chế độ Cộng sản Hungary sụp đổ. Ngày 2 tháng 5 năm 2007, mộ của Kádár đã bị đào lên. Nhiều xương cốt kể cả xương sọ của ông ta bị lấy đi và một dòng chữ trích từ một bản nhạc rock như tên một bản án được để lại bên cạnh mộ viết rằng: những kẻ sát nhân và phản bội không được yên nghỉ trong vùng đất thánh 1956-2006. Theo tờ báo The Quartz tường thuật trong số báo ngày 3 tháng 5 năm 2007 rằng hôm qua cảnh sát Budapest cho biết sọ và một số bộ xương khác của lãnh đạo Cộng sản Hungary János Kádár và chiếc bình đựng cho cốt của vợ ông ta đã bị đánh cắp khỏi mộ của ông ta. Người viết không có ý nguyền rủa hay chủ ẻo gì ai và cũng không tiên đoán những gì sẽ xảy ra cho lăng tẩm hay phần mộ của các lãnh đạo Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, tại Ba Đình, những việc như thế có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới khi người dân ngày một có nhận thức hơn và họ quyết định đấu tranh cho cuộc sống, cho lẽ phải và cho một đất nước Việt Nam tự do và dân chủ. Và những sự kiện vừa nêu ra vẫn còn mang tính thời sự chứ không cần ai tiên đoán. Ngày nào trái đất còn xoay, sự thật sẽ còn có cơ hội được soi sáng và lịch sử sẽ phán xét một cách công bằng. Trong khoảnh khắc đi qua mỗi cuộc đời, chính chúng ta chứ không ai khác đã gieo một nhân cho tương lai của mình. Tương lai có thể là ngay trong phút tới, giờ tới, ngày mai, sang năm hay nhiều năm nữa,
nhưng nếu gieo nhân ác sẽ gặt quả ác dưới hình thức này hay hình thức khác. Đây là hình ảnh khu lăng mộ của ông Trần Đại Quang được xây trên khu đất lúa rộng tới hơn 3 hectare. Tuy nhiên, một điều mà ai cũng nên biết là không bao giờ quá trễ cho một người để thay đổi tương lai. Nhà thơ Trần Trung Đạo đã đưa ra kết luận của mình như thế. Và việc thi hài cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam không an táng ở nghĩa trang Mai Dịch mà chôn ở nghĩa trang xã đã làm dấy lên suy đoán rằng gia đình ông này tự xây lăng mộ hoành tráng giống cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ý nguyện này đồng nghĩa với việc ông Thanh từ chối nằm cùng các đồng chí, đồng đội của ông ta trong lúc một suất ở Mai Dịch lâu nay vốn là niềm tự hào của nhiều gia đình quan chức, đảng viên ở Hà Nội. Nhà văn Tạ Duy Anh đã kể về lần đi thăm lăng mộ ông Trần Đại Quang ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình như sau. Thực lòng, trong đời tôi chưa thấy cái mộ nào to như vậy. Chiều dài cả khu mộ dọc theo con mương kẻ đá trên dưới 600 mét. Còn chiều rộng kéo từ bờ mương đến phần tiếp giáp ruộng lúa thì khoảng 100 mét. Tóm lại, tính khiêm tốn thì khu mộ chủ tịch nước rộng khoảng 55.000 mét vuông, tức là 5 hectare rưỡi đất, tức là khoảng 16 mẫu Bắc Bộ. Thôi, khỏi phải cãi nhau, ông Tạ Duy Anh bình luận tiếp như sau. Một người sống trong lòng dân thì thậm chí chẳng cần phải có mộ. Người dân thường chỉ cần 3 mét vuông. Một vị chủ tịch nước nếu nhân số đó với 100 lần, tức là khoảng 300 mét vuông, đã là con số đáng kinh ngạc. Nhất là vị chủ tịch nước ấy từng thề suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, chiến đấu hy sinh cho nhân loại, cho giai cấp cần lao, không màng vinh hoa bổng lộc, sống đã thế chết về với cát bụi lại càng phải giản dị. Sống đã hy sinh vì dân, lo trước cho dân, hưởng sau dân thì chết đi lẽ nào, như những lời đồn đại, chỉ vì ngôi mộ mà khiến hàng trăm người dân vĩnh viễn qua đời không có đất cấy trồng. Và chế độ cộng sản tại Việt Nam nó là như thế. Họ chỉ tìm mọi cách bảo vệ quyền lợi cho mình và quên quyền lợi của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021 với bản tin Tương lai của lăng tẩm và mô mả của các lãnh đạo cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.